Xin chào mừng các em đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề 4, tuổi thơ, tiết 16, ôn tập cuối học kỳ 1. Để khởi động cho tiết học, thầy xin mời các em hãy đứng lên, vận động theo nhạc bài hát Vui đến trường nhé. Xin mời các em quan sát hình tiết tấu sau. Các em có thể vỗ tay hoặc sử dụng nhạc cụ để gõ đệm. Xin mời các em lắng nghe thực hiện mẫu. Các em hãy lắng nghe lại lần thứ hai. Các em hãy thực hiện cùng thầy nào. 1, 2. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Cách gõ đệm cho tiết tấu này, các em có thể kết hợp khi trình diễn bài hát nhé. Và sau đây, thầy trò chúng ta sẽ cùng ôn lại bài tập đọc nhạc số 1. Xin mời các em lắng nghe lại giai điệu của bài. Các em vừa được nghe bài tập đọc nhạc. Và bây giờ, xin mời các em đọc nhạc. Tiếp theo, thầy xin mời các em đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay. Các em chú ý quan sát hình vẽ để thể hiện đúng ký hiệu.
hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. Sau đây, xin mời các em quan sát hình vẽ. Các em có thể vỗ tay hoặc sử dụng nhạc cụ để gõ đệm. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. Để cho phần đọc nhạc trở nên sinh động hơn, các em hãy đọc nhạc kết hợp với vận động cơ thể. Hãy chú ý quan sát hình vẽ để thực hiện cho đúng nhé. Tiếp theo, thầy trò chúng ta cùng đến với nội dung ôn tập bài hát dàn nhạc trong vườn. Xin mời các em cùng hòa giọng theo nhạc.
các em hãy thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách nhé. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các em hát kết hợp với vận động phụ họa. Các em hãy chú ý quan sát các động tác thực hiện mẫu sau đây nhé. Xin mời các em cùng thực hiện nào. Xin mời các em cùng thực hiện nào. Tiếp theo, xin mời các em cùng đến với nội dung ôn tập bài hát Con chim chích chòe. Xin mời các em hát hòa giọng theo nhạc. Các em ạ, có rất nhiều cách để trình bày bài hát. Sau đây, các em hãy thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Các em hãy gõ đệm vào những ca từ đã được đánh dấu bằng bông hoa màu vàng và màu đỏ nhé.
các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Các em chú ý, các em có thể sử dụng các loại nhạc cụ mà các em có như trống, thanh phách hoặc có thể vỗ tay cũng được. Xin mời các em cùng thực hiện. Và để cho bài hát trở nên sinh động hơn, thầy xin mời các em cùng đứng lên, cùng hát và sáng tạo các động tác vận động phù họa khi trình diễn bài hát này nhé. Các em học sinh thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Thầy xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Ở bài học ngày hôm nay, các em đã được ôn tập đọc nhạc số 1, ôn 2 bài hát. Ở nhà, các em hãy tiếp tục luyện tập bài hát với các hình thức đã được học. Hãy tập đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay và vận động với các động tác các em có thể sáng tạo nhé. Tiết học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các giờ học âm nhạc sau.